Hôm nay tôi có một món quà tôi muốn dành tặng cho các bạn. Và nếu bạn là người đang tìm kiếm một cái cơ hội để học tập, để trải nghiệm, để phát triển cho chính mình trong cái cuộc sống và trong công việc, thì cái video này nó sẽ là một cái video hữu dụng cho bạn. Cho nên hy vọng là bạn sẽ dành thời gian nghe nó. Và nghe không thì nó không đủ đâu, thực áp dụng nó vào trong cái hành trình, cái chặng đường phát triển của các bạn. Và tôi tin rằng nếu các bạn làm đúng, làm đủ, làm liên tục thì cái hành trình để các bạn phát triển xa hơn những người khác, cao hơn những người khác, nó không lâu đâu, nó không khó đâu. Và để một ngày các bạn được thấy là các bạn to lớn như chừng nào, các bạn phát triển gọi là vượt bậc ra làm sao. Ok. Và cái món quà đó nó lại nằm ở trong tay của các bạn nữa. Nó nằm trong tay của các bạn để các bạn có thể áp dụng nó được. Ok. Và cái món quà đó là cái cách các bạn đặt cho mình những câu hỏi lớn. Ok. Trong cái cuộc sống mà nó vội vàng, nó ồn ào, cái nhịp chạy của cuộc sống nó vồn vã như vậy các bạn. Đã. Rất là nhiều người xung quanh chúng ta thì hay là người gọi là talker, là nói, họ có thể đứng ở trước đám đông, họ thì present, họ có thể kể câu chuyện họ là đó, bao nhiêu thứ. Nhưng các bạn hãy để ý ha, những người mà thực sự giỏi, những người sếp mà có tâm có tầm, những người mà tạo ra được cái sự thay đổi, tạo ra được những cái sản phẩm gọi là nó mang cái tính chất thay đổi cái cuộc chơi ấy, thường là những cái người họ rất là thinh lặng, họ im lặng, họ quan sát và họ học cách đặt câu hỏi. Không phải cái người có cái câu trả lời, cái người mà nói là những người quan trọng đâu các bạn. Bởi vì các bạn học được cách đặt cái câu hỏi đúng cho mình, cho mình cái năng lượng, năng lực mà biết cách sắp xếp và đặt ra những câu hỏi. Đó là cái vũ khí cực kỳ mạnh sẽ biến bạn trở thành một con người gọi là vượt xa những người còn lại. Ok, thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, có những cái câu hỏi như thế nào, đúng không? Đâu có trường lớp nào dạy cho tôi, cho bạn là đặt câu hỏi đâu. Mà có biết bao nhiêu cái lớp là nó dạy là về thuyết trình này, đúng không? Nó dạy về biện biện chứng, biện minh, bao nhiêu thứ khác nhau. Nhưng mà có lớp nào nó dạy cho chúng ta là yên lặng để quan sát đâu. Đâu có cái lớp nào dạy cho các bạn gọi là quieting skill, listening skill. Đó là những cái năng lực mà gọi là căn bản tối thiểu của con người. Nhưng mà không có lớp nào dạy cho chúng ta lắng nghe như thế nào. Đó. Rồi lắng nghe làm sao, lắng nghe để làm cái sao? Từ cái lắng nghe đó chúng ta biết đặt cái câu hỏi nó đúng, nó đủ. Thì các bạn hãy tìm hiểu về cái phương pháp gọi là 5W1H, 5 cái chữ, 5 chữ W và một chữ H. Thì bây giờ mình bắt đầu từ chữ H là cái câu hỏi, mình đặt cách câu hỏi là bằng cái từ hờ phải đầu tiên là how. Đó. How nghĩa là bằng cách nào. How làm thế nào. Ok. Còn ví dụ như là trong cái trường hợp khi chúng ta có một cái câu chuyện gì đó nó đang xảy ra, chúng ta cần phải xử lý, thì mình có thể là ok, how did it happen, cái chuyện này nó xảy ra bằng cách nào vậy. Hay là how do I solve it, bằng cách nào tôi có thể xử lý được cái vấn đề này, có thể xử lý vấn đề này triệt để. Cái câu hỏi how này là một câu hỏi rất rất là powerful. Khi chúng ta tập trung vào cái việc là xử lý vấn đề, cái bộ não của chúng ta nó rất là tuyệt vời. Nó là một cái cỗ máy mà nó sẽ giúp cho chúng ta suy nghĩ, dựa vào cái đề bài mà chúng ta đặt ra đó, nó sẽ suy nghĩ ra là ok, có cách nào, có plan nào, plan A, plan B, plan C, có người nào, có kiến thức nào chúng ta có thể kết nạp vào, học hỏi từ những con người như vậy để có thể giúp chúng ta xử lý vấn đề. Phương pháp này, phương pháp kia, những dạng như vậy. Cho nên khi chúng ta đặt đúng câu hỏi, nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Câu hỏi how là một. Bây giờ 5 chữ W. 5 chữ W hồi nãy, ví dụ là W là từ đầu tiên là when. Ví dụ là thời gian, khi nào. When do I need it? Khi nào tôi cần phải xử lý vấn đề đó. Câu chuyện đó nó xảy ra lúc nào. Để mình bắt đầu narrow down, đó là mình bắt đầu mình lọc 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 lại. Lọc lại dữ liệu theo cái chuỗi, cái chu kỳ thời gian, hoặc đặt ra là cái timeline, đặt ra cái khoảng thời gian cho mình để mình bắt mình phải xử lý cái vấn đề cho nó triệt để. Cái chữ W thứ hai là who. So when,
Tớ who là ai? Người là người nào mà có thể giúp cho tôi, giúp cho bạn xử lý vấn đề này? Cái người nào có đủ kiến thức để có thể tư vấn cho tôi, cho bạn? Người nào tạo ra cái problem này? Người nào có thể giúp chúng ta không những là xử lý vấn đề này mà tạo ra một cái hệ thống để mà cái vấn đề như vậy nó không còn xảy ra nữa trong tương lai? Đó. Câu hỏi who này sẽ giúp cho bạn định hình được những cái nhân vật quan trọng có thể tham gia vào cái hành trình mà xử lý những cái gì bạn đang gặp phải. Cái chữ W thứ ba là chữ where. Chúng ta xử lý nó ở đâu? Ở trong cả cái hành trình, những cái chữ sự kiện nó đang xảy ra như vậy, chỗ nào là cái chỗ mà tại có vấn đề? Where do I need to fix it? Tôi sẽ fix it chỗ nào, đúng không? Tôi sẽ sửa nó ở chỗ nào? Ok, where can I meet you? Tôi có thể gặp bạn ở đâu? Và hay là ví dụ như là where else nó có thể happen, là còn chỗ nào khác mà cái vấn đề nó có thể xảy ra nữa hay không? Còn cái chỗ nào mà chúng ta chưa nhìn thấy được? Ok, cái thứ tư cho mình có là who này, when này, where này, what. Ok, what, cái gì? Hỏi cái gì đã xảy ra vậy? Ok, cái gì có thể giúp cho chúng ta không để cái chuyện nó xảy ra được nữa hả? Cái gì cần phải được gọi là quan tâm, đặt thứ tự ưu tiên? Chúng ta đặt thứ tự ưu tiên cho những cái gì? Đó, cái process nào là những phương pháp nào mà chúng ta có thể áp dụng để có thể chỉnh sửa, có thể thay đổi dạng như vậy. Và cái cuối cùng là why. Câu hỏi why cũng giống như câu hỏi how đó, nó cực kỳ là tuyệt vời. Why did it happen? Tại sao chuyện này nó xảy ra? Nó giúp chúng ta bắt đầu vùi sâu vào trong cái vấn đề nó đã xảy ra để cho chúng ta tìm được cái nguyên nhân, cái gốc rễ của nó. Ok, ở Nhật nó có một cái phương pháp gọi là five whys. Five whys là bất kể cái problem nào, bất kể cái câu chuyện gì, cái hiện tượng gì nó xảy ra mà muốn xử lý nó, hãy đặt câu hỏi why, là tại sao, 5 lần tại sao nó xảy ra. Khi người ta đưa ra một cái câu trả lời đó, tại sao chúng ta không nhìn thấy cái việc đó nó xảy ra, tại sao, khi chúng ta xoáy đủ sâu vào trong 5 cái câu hỏi why liên tục, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn một bức tranh cực kỳ rộng, cực kỳ sâu về cái việc nó xảy ra trong khi tạo ra cái issue, là cái câu chuyện này, tạo ra cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Ok, đó. Thì nếu mà các bạn để ý gửi hết những cái câu hỏi mà 5W1H này, cái mind map này á, là bạn được tư duy, đúng không? Thì hầu như á, toàn bộ nó là những cái câu hỏi mở, là open-ended questions. Câu hỏi mở này á, có mục đích của nó là chúng ta không cho người ta cái cơ hội say yes hoặc là say no, mà họ phải trả lời, họ phải sắp xếp câu chuyện, họ phải cùng chúng ta diễn tả cái việc nó diễn ra dựa vào cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi như vậy. Khi chúng ta nói là mày có biết hay không, là người ta trả lời là tao biết hoặc tao không biết, đó là yes và no. Đó là câu hỏi, là những câu hỏi đóng, nó không mở câu chuyện ra được. Nhưng mà khi bạn hỏi là how did you know that, thì là bạn mày biết nó như thế nào. Why did you know that, là tại sao mày biết câu chuyện này như vậy. Who did you talk to để make you know that, là bạn đã nói chuyện với ai để giúp cho bạn biết được câu chuyện như vậy. When did you hear about it, khi nào bạn nghe cái câu chuyện như vậy. What did you know about this, bạn biết cái gì về câu chuyện này. Những câu hỏi mở, và cái người mà tham gia trò chuyện cùng bạn, họ sẽ phải vận dụng cái kiến thức của họ, sắp xếp lại cái câu chuyện, sắp xếp lại cái trật tự, suy nghĩ về cái việc đó để đưa cho bạn cái câu trả lời. Đấy, bạn thấy không? Và nếu bạn hỏi đúng cách thì bạn sẽ luôn luôn tìm được câu trả lời bạn mong chờ. Thay vì là bây giờ chúng ta cứ phải là người talk, bạn thử tập trung, tập cách học cái cách đặt các câu hỏi. Và tôi có một cái anh bạn tên là Brian Hearn, nói là anh là đệ tử của anh là một trong những người mà negotiator, là những người thương lượng và top đầu của thế giới, là Robert Cialdini á. Thì Brian á có nói là không phải chỉ là đặt câu hỏi không đâu các bạn, mà phải biến nó trở thành lifestyle. Lifestyle ở đây á, là cái một cái cách mà các bạn sống và vận hành trên cái
cái phương pháp mà các bạn áp dụng hàng ngày của các bạn luôn á, giống như ta ăn cơm, thở không khí vậy đó, thì học cách đặt câu hỏi. Và đặt các câu hỏi nó hữu dụng rất là nhiều, không những trong cái việc, cái công việc, xử lý cái vấn đề công việc, mà bạn thử tưởng tượng là áp dụng cái cách đặt câu hỏi vào cái cuộc sống của mình đi. Bạn sẽ thấy cái cuộc sống của mình nó sẽ thăng hoa như thế nào khi bạn biết cách đặt câu hỏi. Ví dụ cứ mỗi buổi tối tôi sẽ ngồi lại và tôi nói là ok, what did I do well today, nghĩa là hôm nay tôi làm được cái việc gì mà tôi thấy ok, thấy tốt. What did I do wrong, cái nào mà mình thấy tốt thì mình sẽ tiếp tục phát triển nó lên. What did I do wrong là những cái gì mình thấy là mình cần phải improve, là cần phải cải thiện nó. Cái mà mình đặt câu hỏi là mình sẽ viết nó xuống giúp cho mình nhìn thấy được là những cái này là tại sao ta vẫn còn làm những cái việc tào lao với đao vậy ta, tại sao tôi không thay đổi được ta. Nó giúp cho mình định hình được là ok, mình đang là ai, đang làm gì, đang ở đâu và cần cải thiện cái gì. Ok, who did I meet today mà tao thích, ví dụ hôm nay tôi gặp được ai mà tôi thấy cảm giác là vui, cái điểm nào của họ tôi thấy vui, what so special about them. Đó, thì nó nhắc cho mình nhớ là ok, cái con người đó nó thật là đặc biệt và tôi học được từ họ cái điều gì, áp dụng và ngược lại trong cuộc đời của mình. Ok, what didn't I like about them, có những cái điểm nào của họ mà tôi không thích, ví dụ họ nói nhiều quá, hay là họ chẳng có chuyện lắng nghe, hay là họ có nhiều agenda, là có nhiều cái mục đích trong cái cuộc nói chuyện, trò chuyện nó không có phải là tập trung hoàn toàn cho một cái việc gì đó mà nó thuần khiết. Thì có nhiều agenda quá cũng không phải là điều tốt, tôi không thích điều đó, ví dụ như vậy đó. Ok, when will I want to meet them again, khi nào tôi muốn gặp lại họ. Why do I want to meet them, tại sao tôi muốn gặp lại họ, và why should they meet me, tức là tại sao họ phải gặp tôi, họ nên gặp tôi. Đó, khi mình đặt những câu hỏi như vậy nó khiến cho cái suy nghĩ của mình nó rất là mở rộng ra, các bạn thấy không. Đó là lifestyle. Đó, khi các bạn có một cái vấn đề gì, các bạn muốn định hướng cái phát triển cá nhân của mình, hãy tập đặt cho mình what is my goal, cái mục tiêu của tôi là gì. Ok, what is your goal, mục tiêu của bạn là gì. Who can help you, ai có thể giúp bạn để bạn đạt được cái mục tiêu như vậy. What did I do để mà contribute to cái goal đó, là tôi đã làm những cái gì để mà có thể hướng tôi đạt được cái mục tiêu đó. What did I do mà không có hướng về cái mục tiêu đó, có những gì tôi đang làm mà nó không hữu ích cho tôi để đạt được cái mục tiêu mình muốn. Đó, ok, why did it happen, cái chuyện gì đã xảy ra mà khiến tôi bị lạc trôi như vậy. Đó, mỗi khi chúng ta đặt cho chúng ta một cái câu hỏi, tập cho đặt những cái câu hỏi như vậy, chúng ta sẽ tìm được cái câu trả lời cho chính mình. Và nếu chúng ta chỉ tự vấn để đặt ra cái câu hỏi để mà, và nếu như chúng ta chỉ tự vấn và nếu mà chúng ta không đặt những câu hỏi như vậy á, không có những khoảng lặng gọi là reflection, những cái khoảng để mà chiêm nghiệm lại về cái hành trình của mình, thì các bạn sẽ luôn luôn đi giống như một cái xe đi mà không có một cái hướng để mà hướng tới, đúng không? Đó, thậm chí nếu các bạn có bạn, có bè, có con, có cái như vậy đó, tập cách đặt cái câu hỏi làm sao để tôi có thể giúp cho người này phát triển tốt hơn, làm sao tôi có thể lắng nghe người này tốt hơn. Ví dụ như khi con cái là người chia sẻ cái ý tưởng của nó, thì hầu hết là cái cha mẹ Việt Nam mình hay có thói quen là nó là ở dựa theo kinh nghiệm của bố mẹ thì không được cái này, không được cái kia, không được cái này, không được cái kia, dạng như vậy bạc ngang hoặc là ủng hộ đó. Nhưng mà nếu như chúng ta là một cái người mà biết cách đặt câu hỏi, chúng ta có thể giúp cho các bạn từ những cái ý tưởng đó nó vươn lên những ý tưởng khác nữa. Tại sao con có ý tưởng nó như vậy, con làm cái đó với ai, có ai khác mà con chưa hỏi để biết có thể giúp cho con phát triển cái ý tưởng nó lên một cái tầm cao mới hay không, cái gì con chưa nhìn thấy, what don't you see. Đó, những câu hỏi như vậy và nó sẽ giúp cho các bạn nhỏ nó khơi gợi lên được cái suy nghĩ, cái tư duy nó sâu hơn. Cho nên nếu như bạn biết cách học cách đặt câu hỏi thì đó là một cái món quà bạn dành cho bạn, dành cho bản thân của bạn. Mà bạn là người có lợi rất nhiều. Bởi vì không mấy người có kỹ năng đặt câu hỏi giỏi đâu các bạn ạ. Hầu hết mọi người mà các bạn gặp, các bạn ngó thử đi. Để đặt những câu hỏi là như vậy này: ăn cái gì chưa? Đói bụng không? Là cái câu nhận được trả lời là yes or no. Okay. Nhưng mà nếu hôm nay bạn nói là hôm nay bạn muốn ăn cái gì? What you want to eat today? Đó, cái câu chuyện này là trả lời hướng khác. Tôi muốn ăn phở, ăn cháo, ăn hay là cái gì cũng được, nhạc vậy. Cái gì cũng được là cái gì? What is it? Cái gì cũng được, đúng không? Đó, học cách đặt câu hỏi đi các bạn, bởi vì đó là cái cách
mà các bạn sẽ trở thành một cái good communicator, là một cái người mà trò chuyện mà cuốn hút người khác, và sẽ giúp bạn trở thành một người boss, một người leader, một người manager, một người mà gọi là dẫn lối cho người khác, cực kỳ hữu dụng. Ok, tạm biệt các bạn.